Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách hàng. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc i10 Hyundai i10 nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016, số sàn phiên bản sedan 2 đầu, động cơ 1.25, xe động cơ 1.25 phiên bản sedan 2 đầu. Đó là chiếc Hyundai i10 nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016. Đây là cái tổng thể bên ngoài chiếc xe. Đây quý vị có thể nhìn thấy đây. Sau đó thì mình sẽ đi vào chi tiết nội thất chiếc xe. Chiếc xe này nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016, động cơ 1.25 và là phiên bản sedan 2 đầu của Hyundai i10. Xe này thì phục vụ những quý vị có nhu cầu đi lại gia đình hay là làm dịch vụ đều ok quý vị nhé. Làm dịch vụ cũng ok mà chạy gia đình cũng ok. Tiêu thụ nhiên liệu chiếc xe này 1.25 thì nó tiêu thụ khoảng tầm 6 lít xăng đổ lại thôi. Tầm 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Đây là quý vị có thể nhìn thấy tổng thể của chiếc xe đây. Đây là tổng thể của chiếc xe. Chiếc xe này Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương hiện nay đang chào bán với giá là 305 triệu đồng. 305 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 số sàn nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016 phiên bản sedan động cơ 1.25. Bây giờ quý vị hãy cùng mình đi vào cái chi tiết nội thất chiếc xe. Đây quý vị có thể nhìn thấy nội thất chiếc xe là ghế đen và lòng đỏ. Nội thất táp ly táp lô màu đen và màu kem. Về tí nữa về keo chỉ thì tí nữa quý vị hãy cùng mình kiểm tra tiếp theo. Đây xe được trang bị gương kính chỉnh điện. Táp ly táp lô đẹp nha quý vị nhé. Táp ly táp lô rất đẹp, ghế da đẹp. Chiếc xe này là động cơ 1.25. Cùng xem cái cốp xe đấy. Nếu như cái chiếc xe này mà chạy đường trường thì nó chỉ hơn 5 lít xăng thôi. Đây, quý vị có thể nhìn thấy đây. Bây giờ về kiểm tra về mặt kỹ thuật thì quý vị hãy cùng mình kiểm tra đây. Thứ nhất về phần chỉ xe là xe là cam kết chỉ zin 100% quý vị nhé. Mình nói luôn là keo chỉ zin 100%. Đây là cánh bên phụ. Táp lô, táp ly đều đẹp cả. Rồi là đây là chỉ cánh bên đằng sau bên phụ. Tí nữa thì chiếc xe này tí nữa mình sẽ cho lắp màn hình. Hiện nay chưa có màn hình nhưng mà tí nữa mình sẽ cho đi lắp màn hình quý vị nhé. Hiện nay là chưa có màn hình nhưng tí mình sẽ lắp một cái màn hình cảm ứng vào, là mắt lắp màn hình camera vào. Tí nữa mình sẽ cho đi lắp luôn. Mình sau khi mình quay thì mình sẽ lắp. Đấy. Về phần chỉ cốp. Chỉ cái đây là chỉ cánh sau bên lái đây. Tiếng nữa cái cốp bít của nó hiện nay là nó đang hơi rắt một tí. Tí nữa mình sẽ cho tra dầu mỡ lại cho nó trơn tru. Đây là chỉ đây.
nguyên cả quý vị nhé, chỉ nguyên hết. Đây là chỉ cánh bên lái đây cũng nguyên. Mình cam kết là keo chỉ zin quý vị nhé, xe không tai nạn, không ngập nước nhé. Đây là về khoảng phần khoang máy. Đây là khoang máy của chiếc xe, xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016, mới đi được có 2 năm thôi. Và cũng thưa với quý vợ quý vị rằng là chiếc xe này là máy số zin nhé. Đây quý vị nhìn thấy toàn bộ cái tem của nhà máy còn nguyên, là tem bảo hành của nhà máy còn nguyên nhé, máy số zin. Đây. Chưa mở ốc như vậy, chưa ra máy. Cam kết không tai nạn, không ngập nước, máy số zin. Đây, quý vị nhìn thấy chỉ có vết bụi thời gian, còn nguyên vết mực của nhà máy. Đây, chưa mở một bất cứ một con ốc nào nhé quý vị nhé. Đấy, chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 305 triệu đồng, 305 triệu đồng. Xe zin 100%, máy số zin. Còn chưa có màn hình thì một chút nữa là mình về mình cho đi lắp màn hình. Đấy. Mỏng dính luôn, quý vị nghe tiếng mỏng dính luôn ạ. Không có ma tít ma tiếc gì chứ, bởi vì xe không tai nạn, không ngập nước, không sơn bả. Cho nên là chiếc xe này rất phù hợp với quý vị nào mà mua về chạy gia đình. Thì bởi vì tại sao chạy gia đình và làm dịch vụ đều ok. Thứ nhất nó là số sàn, máy động cơ có 1.25 thôi, tiết kiệm nhiên liệu nó hơn, chạy hơn 6 lít xăng là một. Thứ hai nữa là chiếc xe này, là dòng xe này nó chạy rất là bền bỉ, không hỏng vặt. Đặc biệt chiếc xe này nó không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin, máy số zin. Cho nên là quý vị mua đi về rất an toàn, rất yên tâm, mà giá lại rất hợp lý, chỉ có 300 triệu thôi, 305 triệu là quý vị có thể mua được chiếc xe này. Quý vị có nhu cầu mua xe thì liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để được tư vấn quý vị nhé. Bây giờ quý vị hãy cùng mình chạy thử chiếc xe này. Máy nổ rất êm quý vị nhé, quý vị nghe thấy máy nổ rất êm, máy nguyên mà, nổ rất là êm. Lái rất là nhẹ nhé quý vị nhé, lái trợ lực lái điện rất là nhẹ luôn. Quý vị có thể nghe thấy chỉ có tiếng lốp chạy trên đường thôi ạ. Số nhẹ nhàng, côn số nhẹ nhàng, không rắc rít gì cả. Đấy. Chỉ có tiếng lốp thôi quý vị ạ, máy rất êm và chỉ có tiếng lốp thôi. Chiếc xe này hiện nay Dũng Audi ô tô Cố Hải Dương đang chào bán với giá là 305 triệu đồng ạ. Quý vị xem xe liên hệ trực tiếp Dũng Audi 0855 966 966 quý vị nhé. Với giá 305 triệu đồng, động cơ 1.25, số sàn, sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016, thì đó là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho quý vị có nhu cầu mua xe, đi gia đình cũng được mà chạy dịch vụ cũng được. Xăng ăn có hơn 6 lít xăng thôi, xe đi bền bỉ không hỏng vặt. Và đặc biệt chiếc xe này là mình cam kết keo chỉ zin 100%, máy số zin, chưa mở máy ạ. Dũng Audi ô tô Cố Hải Dương xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ Dũng Audi ô tô Cố Hải Dương. Quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp 0855 966 966. Quý vị nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm vào nút đỏ đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ thì nó hiện lên quả chuông. Quý vị hãy bấm vào quả chuông để cho trên đầu quả chuông nó có hai cái dâu. Như vậy thì quý vị sẽ nhận được thông báo mỗi lần mình livestream báo giá trực tiếp, cũng như là mỗi lần mình quay chi tiết từng một chiếc xe, quay chi tiết và chạy thử một chiếc xe nào đấy thì nó cũng báo cho quý vị. Cũng đồng thời là quý vị nào mà có nhu cầu xem xe rồi là tư vấn giải đáp hay là hỏi thêm về thông tin của xe thì quý vị hãy alo trực tiếp cho Dũng Audi qua số 0855 966 966 ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Dũng Audi ô tô của Hải Dương. Dũng Hải Audi ô tô của Hải Dương luôn luôn tri ân những quý khách hàng đã đồng hành cùng mình. Một lần nữa Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng và cảm ơn quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại.